Sáng ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết đã triệt xóa thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương khác với tang vật thu giữ trên 1.000 gram ma túy đá. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 6, tại khu vực phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh phối hợp công an địa phương bắt quả tang Lý Thanh Kiến, Tự Kiên, sinh năm 1979, trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ trên 160 gram ma túy đá. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành bắt khẩn cấp Ngô Trọng Cường, sinh năm 1975, trú xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Khám xét nhà ở của Cường, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ trên 1.000 gram ma túy đá, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Cường từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra mở rộng.